gian tươi sáng. Có bạn và có tôi với bao nhiêu mơ ước tràn đầy, để bao nhiêu gian ngang ngăn lối nào cũng lướt qua khó khăn nhường ánh sáng mặt trời. Không ngại chi dù đêm tối, ta mặc quân thú ngăn lối, ta xả thân vì chính nghĩa. Oh yeah! Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa vời. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cả. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe lên lên. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Cảm ơn cậu. Thì ra là bị cậu bé này nhặt được, một phen hú vía. Đây là của anh, muốn chơi thì tự đi mà mua. Anh này bắt nạt trẻ con. Nè Luffy, hồi nãy cậu chạy đi đâu vậy? Dọa chết tớ rồi. Liên quan gì tới cậu? Alo, tớ tìm được Polar Bear rồi. Lặp lại, tớ đã tìm được Polar Bear rồi. Luffy ngốc này, đùa giỡn kiểu gì vậy? Đã 6 giờ rưỡi rồi, xem ra hôm nay chẳng thu được gì. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi. William, cậu có chắc không? Bọn mình đã cảnh báo sai mấy lần rồi. Là nam, trạc tuổi bọn mình, cao hơn bọn mình nhiều, khoảng 1m6. Tớ xác định hắn là kẻ tình nghi. 1m6, dáng người cao. Được thôi, cuối cùng cũng đến. Cảm ơn anh. Cậu bé, siêu xe thần thú của em tên gì vậy? Iceberg. Là nó sao? Cậu bé, em yên tâm, anh nhất định giúp em tìm được nó về. Thật không? Thật. Chúng ta móc ngoéo nào. Dạ. William, cậu đi theo hắn trước. Mọi người lập tức sẽ đến chỗ cậu tập hợp. Lẽ nào căn cứ của đội săn nằm trong khu vui chơi sao? Các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Luffy đâu? Cậu ấy hả? Chỗ này bọn mình đã đi qua rồi. Cậu xem, tớ đã đánh dấu lại nè. Không cần cậu phải nói, chúng ta lạc đường rồi. Hóa ra là vậy. Nhưng mà khu vui chơi không thể là căn cứ được. Đã bắt được Horse, lại còn có tâm trạng đi chơi game sao? Chúng ta tiếp tục theo dõi. Hắn sẽ đi về căn cứ thôi. Như vậy, hắn đang đi về phía căn cứ đúng không? Hắn đang nghĩ gì vậy ta? Còn rảnh rỗi chơi đồ chơi hả? Có hơi kỳ lạ đó nha. Sao tớ cảm thấy hắn đang dẫn chúng ta đi lòng vòng vậy? Không thể nào. Hida, mấy giờ rồi? 6:59. Quy rồi, mau đuổi theo. Không sao, chúng ta còn radar.
Thời gian đi săn kết thúc rồi. Radar không còn tác dụng. Horse, nếu cậu ấy bị bắt đi rồi thì sao đây? Không được. Có hai bọn tớ ở đây, nhất định đuổi kịp được hắn. Đợi tin tốt của bọn tớ đi. Một lũ ngốc, còn tưởng chúng ta không biết kế hoạch của bọn chúng. Julian từ trước đã gửi cho chúng ta bản vẽ của bốn tên đó và siêu xe thần thú của chúng. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Ho thì ta đã biết được đây là một cái bẫy. Nên ta đã tới khu vui chơi, tiệm đồ chơi để kéo dài thời gian, đợi cho thời gian đi săn kết thúc. Chủ nhân, người thật lợi hại. Cho người 1000 like luôn. Chỉ cần ngày mai ta giao Ho cho Julian, chúng ta sẽ được thăng chức rồi, không thua kém ai nữa. Nè cậu bé, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đừng dọa chú nha. À, cháu gọi điện thoại đó mà. Gây rồi. Tệ thật. Không ngờ bọn chúng lại đuổi kịp tới đây. Hả? Có chuyện gì vậy? Xuống xe mau lên. Đứng lại. Giác, dùng sức mạnh X cản chúng lại đi. Biến thể X khởi động. Sức mạnh X quả nhiên là đổi sang đêm tối. Dragon, cậu đuổi theo hắn. Tên này để tới. Được. Các ngươi không biến thân thì chẳng kẻ nào là đối thủ của ta hết. Chưa thử làm sao biết. Dùng kế đơn giản, thắng lợi dễ dàng. Đồ ngốc, ta cố ý lừa ngươi đó. Horse, Ho ra đi, Dragon. Không có Ho thì mình không thể lên chức rồi. Đừng hòng cướp lại nó. Hả? Tức chết mất. Sống mất con mèo rồi. Xem ta làm sao thu phục ngươi. Nơi này đúng là khó đi. Không biết lối ra ở đâu nữa. Khỉ thật, tên đáng ghét đó chạy đâu rồi? Trả Ho lại đi. Không trả, không trả. Còn lâu tao mới trả. Ta còn cần nó để lên chức nữa. Tốc độ nhanh quá, cứ như vậy không phải cách. Sao cứ lòng vòng hoài, định lao vào tường sao? Hả? Đây chính là hậu quả ngươi chạy nhanh quá đó. Để xem ngươi còn chạy đi đâu. Đứng lại. Mình nhất định phải giao Ho cho lão đại. Nhất định phải lên chức. Không được sống khổ cực như vậy nữa. Không thể ăn vỏ cây qua ngày được. Horse, bắt được cả Dragon nữa. Phen này chắc lên 3 cấp luôn. Mình đúng là thiên tài. Horse, cậu biết cách nào ra khỏi đây không? Không biết. Nếu có cách, tớ đã ra từ lâu rồi. Các người bỏ cuộc đi nha. Hộp sắt này làm rất tốt. Dùng 3 năm vẫn chưa hư đâu. Dragon, Horse, các cậu đâu hết rồi? Hả? Các cậu về rồi. Hả? Không thể như vậy được. Chết tiệt. Lạc đường hơn một tiếng rồi. Cậu đúng là tên mù đường. Còn nói nữa hả? Cậu biết chắc. Là tiếng của Polar Bear và Luffy.
Colombia, lốc đi. Thôi bỏ đi, không thể từ bỏ được. Nhưng bọn họ không nghe thấy đâu. Cậu nghĩ đi, William sau khi cậu bị bắt vô cùng sốt ruột. Nếu sau này cậu lại dùng sức mạnh X tấn công William, cậu có vui không? Cảm ơn. Cậu nói đúng, chúng ta không thể bỏ cuộc. Polabia, Luffy, chờ đã. Hình như tớ nghe có ai đó gọi mình. Polabia, Luffy. Polabia, Luffy. Đứng lại. Luffy, chúng ta chia ra đuổi theo. Nguy rồi, sắp chạy không nổi rồi. Lỡ bị bắt được thì sao? Kỹ thật, hết cách thoát thân rồi. Dragon Horse. Luffy, cậu có sao không? Dù sao cũng cứu được Dragon và Ho rồi. Trời ơi, chút nữa là bị cái xe đè luôn rồi. Các em đói rồi phải không? Ăn cơm đi. Hết muốn ăn rồi. Tớ không lo cho Tiger, nhưng phải chờ họ về cùng ăn. Không biết Ho bây giờ ra sao rồi nữa. Bọn tớ về rồi. Tớ còn lo các cậu không về được nữa. Ngốc quá, có cậu ở đây sao tớ có thể không về chứ. Leo, mặc dù không bắt được tên đó, nhưng tớ bắt được siêu xe thần thú của hắn. Không hổ là siêu xe thần thú của tớ. Sirius, tớ về rồi. Tớ biết cậu nhất định sẽ về mà. Úi da, anh lừa em. Anh nói cứu Albert về cho em mà. Nó đâu? Nó đâu rồi? Anh không lừa em đâu. Dù hôm nay thất bại, nhưng anh cũng không bao giờ thất hứa với em đâu. Thật không? Thật đó. Anh thề luôn. Bọn tớ cùng giúp cậu. Mục đích thực sự của đội săn là gì? Những siêu xe thần thú bị bắt rốt cuộc đang ở đâu? Bỏ cuộc đi, các em không địch lại đâu. Thiết bị này chỉ là hợp kim thủy tinh thôi. Nguy rồi. Sức mạnh thẻ X. Nguy hiểm quá. Đội săn đêm tối, để xem các ngươi làm được gì. Đội săn đêm tối không thể tha thứ. Luffy, đừng kích động, tay cậu không sao chứ? Đương nhiên là đau, nhưng đội săn đêm tối ngày nào cũng bắt cóc siêu xe thần thú. Chẳng lẽ chúng ta không có cách gì ngăn chặn chúng sao? Lần này tớ phải dạy cho bọn chúng một bài học. Đúng vậy, tớ không thể đứng nhìn đồng loại chịu khổ. Nói thì đơn giản, vấn đề là hành động của mấy lần trước đã khiến đội săn đêm tối đề cao cảnh giác. Chỉ e điều tra của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn thôi. William, đội săn đêm tối có khi nào bắt thần thú đi nghiên cứu chạy bộ cử tạ không? Bắt đi để nghiên cứu sao? Còn xa lắm, chưa được 20 km, không được lười biếng. William, không muốn, tớ mệt lắm. Sao tớ biết được? Bài số 5, ba bài thơ cổ. Dạo này cô lại mập lên rồi. Chẳng lẽ triệu chứng loạn thính? Cô lớn tuổi rồi, chắc chắn xuất hiện loạn thính. Tớ đã đem chuyện lần trước các cậu chơi xỏ tiểu Mỹ nói với cô giáo.
Không phải cậu nói chuyện này phải bí mật sao? Cái gì? Chuyện gì? Còn giả bộ nữa. Cậu chưa kéo khóa quần kìa. Đáng ghét. Ai chơi ác vậy? Nè Sirius, tan học rồi. Đi thôi, cùng đi săn với bọn tớ. Đi săn cái gì? Cậu xếp hạng thấp như vậy sẽ liên lụy tớ. Lớp Phi, lúc nãy cậu nói gì? Quá ra cậu là người như vậy. Tớ thật sự nhìn lầm cậu rồi. Tớ làm sao? Cậu nói gì vậy? Còn làm bộ vô tội nữa. Cậu chê bai Lớp Phi, vậy chúng ta đánh một trận ra trò đi. Dragon, vô duyên vô cớ các cậu muốn làm gì hả? Sirius, tớ phải chứng minh cho cậu thấy tớ không kém hơn cậu, biết không hả? Đừng cãi nữa. Luffy, tiếng cậu vừa nghe thấy là âm thanh thứ ba. Âm thanh thứ ba? Mấy nơi màu đỏ phát ra âm thanh là mấy chỗ chúng ta đến. Mà ở đây, kẻ truyền đủ kiểu tin đồn mà chúng ta cứ nghe thấy trong trường học, tớ tạm gọi đó là âm thanh thứ ba. Hèn gì lần trước tớ đi toilet, đột nhiên có âm thanh lạ nổi lên, giật cả mình. Đúng vậy, lúc đó cậu còn... Không sao, không sao, mọi người tiếp tục đi. Cậu còn làm ướt quần nữa. Tớ biết rồi nha, lần trước có âm thanh lạ, cậu nói tớ nghe, tớ cười cả buổi tối. Đúng đó, cái gì? Vậy còn có bao nhiêu người biết bí mật này? Chuyện này hình như cả lớp đều biết, chỉ là bọn tớ nghĩ đến cảm nhận của cậu thôi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Hình tượng anh minh thần võ của tớ bị hủy hoại rồi. Nhưng mà chuyện này nghe thấy âm thanh lại không thấy bóng người. Chẳng lẽ là... Đúng vậy, dự đoán ban đầu của tớ giống như lần trước trường học bị đóng băng, đều do siêu xe thần thú làm. Quả nhiên chúng ta vẫn không thể tùy tiện buông lỏng những siêu xe thần thú này. Đúng, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Dám tùy tiện đồn bậy đồn bạ, phá hoại tình cảm người khác. Sirius, Luffy, tớ đi trước đây. Về nhà tiếp tục nghiên cứu chuyện này. William thật là năng nổ. Ừ, mỗi khi gặp những chuyện này, cậu ấy đều rất hăng hái. Nhờ William hết, chúng ta mới có thể tìm thấy manh mối. Tại sao các cậu lại giúp đỡ con người để đối phó với đồng loại chứ? Các cậu đành lòng sao? Ai? Là ai? Những kẻ trên miệng nói xem chúng ta là cộng sự, chỉ là những thần thú thích nghe mệnh lệnh mà thôi. Ở trong mắt họ, chúng ta chỉ là công cụ, nô lệ. Dragon, đi thôi, về nhà thôi. Wallabia, chúng ta cũng nên về thôi, đã trễ lắm rồi. Chỉ dù đêm tối lên, ta mặc con thú ngăn lối lên, ta xả thân để chỉnh nghĩa. Oh, yeah.